Và các bạn, các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn thân mến, chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường hiện nay nào? Bảo vệ môi trường là việc làm rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người. Vậy chúng em xin mời các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn hãy đến với cách bảo vệ môi trường của liên đội trường tiểu học Cẩm Bình chúng em nhé. Đầu tiên là hoạt động trồng hoa và cây xanh trong phế liệu như vỏ lon, chai nhựa, lốp xe cũ. Thứ hai là phong trào ngôi nhà kế hoạch nhỏ. Ba là không xả láng bừa bãi. Thứ tư là tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt. Thứ năm là viết thư cho người thân để tuyên truyền bảo vệ môi trường. Sáu là vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường và nhiều nhiều hoạt động khác nữa. Và bây giờ là một hoạt động rất thú vị và không thể thiếu được với liên đội em là sân chơi flash mob. Nhưng Khôi Nguyên ơi, trước lúc ra sân đồng diễn, chúng ta hãy cùng đồng hành với cô nào. Yeah. Sang ngoài tinh thần, tăng thêm năng lượng. Tốt môi trường, cùng cô la 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 la, ô ê ô,
thân yêu. Vậy thì ta càng phải khoe mạnh hơn. Môi trường ô nhiễm, cả thế giới sống trong dịch bệnh. Nơi thì bao tố lũ lụt thiên tai, không được chùn bước mà hãy quyết tâm lên nào.